Đây, bây giờ hả, anh trai ở quận 6 mặc dù trời mưa trời gió vẫn qua đây để thách đấu đỡ. Thiệt là hư cẩu quá đi. Đây, mặc dù là trời mưa trời gió này mà, đây đỡ đang che dù ở mưa nè. Anh trai ở quận 6 vẫn qua đây thách đấu đỡ. Chơi giờ gì anh Samurai hả? Dạ lắm, ngồi chơi thôi à. À, ngồi chơi này hả? Ok anh. Ok thì người anh này kêu là thôi đánh chơi thôi, không quay ra đây mà. Cho nên đỡ tôn trọng anh ấy và không quay nữa. Chỉ quay như đây thôi. Ok không anh? Ok. Thì anh trai tới đây, anh trai mới tâm sự với đỡ rằng trời ơi đỡ ơi, thật sự thì cái game thùng này anh thích lắm. Anh xem mày 1 năm 2 năm trời rồi. Mà đợt trước mày cứ kêu anh inbox mà anh 8x, 9x, 8x, 7x rồi, có biết inbox là gì đâu. Thì mày thấy không, nhiều lần anh cứ chat trên cái phần clip á là inbox rồi anh còn để số điện thoại lại nữa. Rồi tại sao tao thấy mày hả, cuối cùng mày cũng không inbox cho tao, mày cũng không có trả lời, cũng không bán cho tao nữa. Thì đỡ thì cứ nghĩ là ai chơi Facebook cũng biết cái phần inbox là cái gì. Nhưng mà thật sự á, nếu đúng ra đỡ phải nói là cái này là hộp thư, đúng không? Cái này là hộp thư anh em ạ. Bởi vậy đó, thì bây giờ á, anh trai nói như vậy thì mình cũng hiểu rồi. Phải là nhắn tin vào hộp thư để mua sản phẩm anh em ạ. Và anh cũng tâm sự thêm một điều là thật sự á, khi mà anh thấy mày chơi cái game thùng này á, trời ơi anh hồi ức lại cái tuổi thơ cực kỳ luôn. Anh nhớ là cái ngày đó còn chơi cùng đám bạn 5-7 thằng cùng nhau bu lại hả, cái tiền điện tử nó vui gì đâu luôn á. Đợt đó anh chơi là 500 đồng một thẻ, 1.200 thẻ, cho chừng 1.000-2.000 là chơi cả ngày luôn. Mà trời nó vui lắm. Chứ bây giờ con nít đó, nó cắm đầu vô điện thoại suốt à. Thì anh mua cái này cũng để cho con anh chơi. Đó các bạn thấy không, đôi lúc cuộc sống này cũng không có dễ dàng gì. Tại sao mà đỡ lại lựa chọn những cái tựa game thùng xưa cũ như thế này? Chẳng qua đỡ muốn lan tỏa cái niềm đam mê của đỡ với tất cả những anh em. Và cái đam mê đó sẽ đánh vô những ký ức của những người anh lớn thời buổi 8x, 9x này. Tại sao? Đó là một cái ký ức đẹp anh em ạ. Anh em nghĩ coi, bây giờ chúng ta sống rất là thực dụng anh em ạ. Đâu có còn như ngày xưa nữa. Đôi lúc bây giờ những vấn đề giải quyết với nhau bằng tiền, bằng vật chất anh em ạ. Nhiều lúc live stream này nè, nhiều mọi người cũng chửi rủa nói tại sao mà chơi toàn cái game mà mẹ cũ xì xấu quắc, mà không lựa những cái game mới đẹp như là GTA 5 và những cái game cấu hình siêu đẹp siêu mượt. Đó là lựa chọn anh em ạ. Đó, lựa chọn cái game này á, chẳng qua là muốn một cái gì đó níu kéo một chút tuổi thơ của mình về. Một thứ mà ngay cả bây giờ chúng ta có tiền, chúng ta cũng không bao giờ cảm nhận được. Anh em nhớ không? Có những lúc đó, anh em tại sao cầm vô cái cần gặt ở một cái siêu thị hay là một cái game thùng đó, anh em nhớ là cái đánh nó ngày xưa nó như vậy đó, rất là hay, rất là đã luôn. Nhưng mà tại sao bây giờ mình không làm được như vậy? Đó chính là cái cảm giác đó nè. Nhưng mà khi mà mình chơi lại cái game này và có được cái không khí mà khi mà đỡ live stream game nó lan tỏa, anh em sẽ cảm giác như đó là một cái tuổi thơ nó ùa về thật sự. Cũng giống như cái series mà đỡ thời gian gần đây á, đỡ làm cho anh em như là cái series mà thử thách rồi, hay là các anh em tới nhà đỡ thách đấu đó. Anh em thấy thật sự rất là lôi cuốn đúng không? Ngay cả chính bản thân đỡ làm cái series này, đỡ cũng cảm thấy như là cái tim mình nó thổn thức, cái tuổi thơ nó ùa về rất là nhiều luôn anh em ạ. Thật sự giờ thì đỡ bán cái game thùng đó, chẳng qua gì đam mê thôi anh em ạ. Rồi bán thì lời lỗ bao nhiêu đâu. Anh em nào mua được á, thì cái bộ máy tính thì 750, bộ tivi thì 2,4 triệu. Đó, lời đúng ly cà phê hỗ trợ cho anh em được thôi. Không, nhiều anh em không tin tưởng còn kêu đỡ ship đi rồi đấy. Có một số anh em á, đỡ ship xong rồi bùng anh em ạ. Bởi vậy có anh trai này qua đây tâm sự với đỡ rất là quý luôn anh em ạ. Cảm ơn anh trai rất là nhiều nha anh trai, đã cho em có một cái tâm lý ok. Ok, một anh khách rất là khó tính và anh đã nói với đỡ là máy móc ổn không anh? Ok. Cần gặt sao anh? Ngon. Lúc cần gặt ok nha anh em ạ. Rất là nhạy luôn đúng không? Quá nhạy. Nhạy đến nỗi mà ảnh nè, cảm giác như là không biết phải nói sao nữa anh em ạ. Đây, thử luôn cái ta ken luôn anh em ơi. Ok, cảm ơn anh trai trời mưa trời gió vẫn qua đây ủng hộ em Út nha. Máy móc ok mà anh? Rồi, cảm ơn. Ok, anh trai quần 6 nha. Rồi, cảm ơn.